và sợi bằng máy sẽ tạo được ngọn rất là đẹp này, rất là rõ ràng này, và tránh tình trạng loang loang sợi bởi vì nó không có bị sâu như này. Ngày hôm nay nhé, mình sẽ học một cái khái niệm, nguyên tắc và bản chất của hai cái kỹ thuật microblading, khắc dao hay gọi khắc dao và hair shop khắc sợi máy. Hai cái khái niệm mình sẽ làm rõ hai khái niệm này nhé, cái nguyên tắc đưa mực màu da của hai kỹ thuật này và kỹ thuật nào nó tốt hơn, kỹ thuật nào nó hạn chế tổn thương hơn và cái các cái quan niệm sai lệch về hai kỹ thuật này nha. Rồi bây giờ nhá, mọi người thấy này, lưỡi khắc dao nó được tạo thành từ nhiều cây kim. Đây là lưỡi khắc U18, tức là con dao dao U, dao tròn hay gọi là dao tròn, nó xếp thành cái hình giống như chữ U thì người ta gọi là con dao U. Còn 18 là gì? 18 là 18 cây kim. Cái nguyên tắc của con dao U, lưỡi khắc dao này, là sẽ rạch xuống ra khách hàng, và khi mà nó chịu cái lực ấy thì các cái cây kim nó sẽ tách ra như này, tách nhẹ ra như vậy, thì mực sẽ theo khe của những cây kim này xuống dưới da. Đó. Rồi, mình làm cho mọi người xem nha. Đấy là mình giải thích một xíu về cái nguyên tắc hoạt động của con dao khắc. Rồi, đấy, mình đã khắc thử một sợi. Đấy không ạ, một sợi một lần là no luôn. Nhưng mọi người nhìn này, cái sợi của mình nhá. Thứ nhất ấy là nó không có ngọn, nó không tạo được ngọn sợi, nó có tạo được ngọn đấy. Đôi khi mình lướt cây kim nó sẽ tạo được cái lướt cây dao nó sẽ tạo được ngọn. Nhưng mà ngọn nó không rõ ràng mà nhìn nó vẫn còn cứng. Thứ hai này, cái nguyên tắc hoạt động của cây dao khắc là gì? Rạch da ra, rạch da, mở da ra và đẩy mực xuống. Đấy. Cho nên là nó tạo thành một cái rãnh ở trên da như thế này. Thì sau khi làm xong, cái da nó sẽ khép lại như vậy và nó liền lại, thì mực sẽ nằm bên trong. Nhưng mà mực được đưa vào da này này, nó không nằm ở cái tầng da đều, được chưa ạ? Và nó sẽ hơi sâu, nó gây tổn thương da và bong nó hay bị mất. Một là mất, hai là hay trổ màu, ba là loang. Bởi vì khắc dao là kiểu gì cũng sẽ ra mô và máu mà, thành ra nó sẽ bị loang sợi nhá. Đấy là cái bản chất của cái khắc dao, chỉ dành cho khách hàng da đẹp mà thôi. Với những người mà da họ căng, bóng và da khô ấy, da thường ấy, hoặc là chưa làm lần nào, chưa qua xóa laser thì là ok. Còn với những người mà da họ khó, ví dụ như da người lớn tuổi hoặc là da dầu, da đã qua xóa sửa nhiều lần thì khắc dao này sẽ không có làm được. Đấy là cái điểm hạn chế của khắc dao. Rồi tiếp theo mình sẽ sang phân tích đến sợi máy hair shop. Nguyên tắc của sợi máy hair shop đó là gì ạ? Cây kim sẽ dập lên dập xuống. Ví dụ mình đi tay nhanh, nó sẽ dập thành một cái đường dài, tạo thành một cái sợi, và sợi này các cái hạt nó xếp rời rạc nhau thì người ta gọi đó là sợi hạt. Còn ví dụ mình đi đoạn ngắn như vậy này, mình nhích từng tí một, thì các gì, các hạt mực sẽ xếp xít vào lẫn nhau và nó sẽ tạo thành cái sợi, người ta gọi đó là sợi nét, được chưa? Đây là bản chất vấn đề của sợi hạt và sợi nét. Sợi hạt thì các hạt mực xếp xa nhau, sợi nét các hạt mực xếp sát dần nhau. Và mọi người quan sát nhá, khi mực được cái sợi được đưa vào da theo dạng hạt như vậy á, thì cây kim đâm xuống da và kim rút lên, cái vẩy nó sẽ khép vết thương rất nhỏ, sẽ hơi không gây ra tổn thương da nhiều và mực sẽ giữ lại được tối đa và sẽ dùng được cho tất cả các thể loại da luôn. Đấy, thì đây là chính là cái ưu điểm của sợi bằng máy, và sợi bằng máy sẽ tạo được ngọn rất là đẹp này, rất là rõ ràng này, và tránh tình trạng loang loang sợi bởi vì nó không có bị sâu như này, được chưa? Đấy, đấy là cái bản chất của hai cái loại sợi, ưu và nhược điểm của nó. Thì bây giờ hầu như là cái sợi dao này hầu như là không có ai dùng nữa rồi, và người ta thay thế bằng cái sợi hạt bởi vì nó khắc phục được toàn bộ những cái nhược điểm của sợi dao. Đó, mọi người nhìn này, khi mình xếp xít nhau thì nó là sợi nét, còn khi mình xếp rời rạc lướt nhanh tay, xếp xa ra thì nó là sợi hạt. Vậy thôi, sợi nét thì độ bền sẽ cao hơn sợi hạt. Nhưng mà cái bản chất của da, nếu như mà cái bản chất của màu mực mà bị loang, bị bể, bị nở là do độ sâu của mực được đưa xuống. Cho nên là mặc dù mình đi bằng sợi máy, nhưng mà nếu như mọi người đi sâu kim thì nó vẫn xanh như bình thường nha. Nên mọi người phải tập được tay thật tốt nhé. Chúc mọi người thành công với
các loại sợi nhé.